chào và cảm ơn bà con và quý khán giả đã chọn chúng tôi là người bạn đồng hành. Khung giờ dành cho bản tin 365 ngày chuyển động chứa các thông tin hữu ích để bà con cùng tham khảo. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn sát cánh cùng với bà con nông dân. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin nông nghiệp đáng chú ý hôm nay. Nông dân tỉnh Đồng Tháp trồng cà chua cherry vừa bán giá cao vừa làm du lịch. Thú vị nghề đẩy dồn bắt cá linh mùa nước nổi ở miền Tây thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng trồng mới gần 100 hecta cây dâu tầm. Người dân tỉnh Lâm Đồng đã sáng chế ra máy tách vỏ sashi rất hữu dụng. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời bà con và quý khán giả đến với miền Tây để khám phá một vài điều thú vị. Trước hết là thông tin nhà vườn ở Đồng Tháp đang đầu tư cây cà chua cherry. Thưa bà con, đây chính là giống cà chua cho năng suất cao và rất là chất lượng, được Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao của tỉnh Đồng Tháp trồng để mà lấy quy trình chuyển giao cho nông dân trong thời gian tới. Cà chua cherry còn hứa hẹn là cây trồng gây tò mò cho du khách mỗi khi đến Đồng Tháp để mà du lịch đến Minh Thiện. Và sau gần 2 tháng trồng khảo nghiệm thì các giống cà chua cherry trong hệ thống nhà màng của trung tâm đang phát triển rất tốt. Đến nay thì các cây đạt chiều cao trên 1,5 m và đang cho ra trái đầu vụ. Tại đây có tất cả 9 giống cà chua cherry được trồng khảo nghiệm với tổng số là 350 gốc, gồm các giống của các công ty giống cây trồng trong nước và 3 giống của Nhật Bản do Trung tâm Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Do được trồng trong hệ thống nhà màng nên cây không có sâu bệnh. Thời gian từ khi gieo trồng cho đến thu hoạch khoảng 55 ngày. Khi trái chín sẽ có các màu cơ bản như đỏ, vàng và cam vàng đẹp mắt, vị ngọt hơn những loại cà chua thông thường. Với năng suất khá cao, những giống cà chua cherry này có thể cho trái kéo dài nhiều tháng kể từ khi trái chín. Sau khi có quy trình thì triển vọng giống cà chua này sẽ được nông dân ở làng Qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trồng để phục vụ khách tham quan và trồng chậu để bán cho khách du lịch. Có một nghề khá là độc đáo mà tôi nghĩ chỉ có ở miền Tây mới nghĩ ra được thôi đó chị Ngọc Dư, đó chính là nghề câu rắn mối. Rắn mối thì sống ngoài tự nhiên, nông dân phải gắn bó lâu năm trong vùng mới có thể hiểu được đặc tính của chúng và nghĩ ra cách tri câu. Trở thành nghề kiếm tiền gây tò mò thú vị cho rất nhiều người. Và hiện nay thì do cung không đủ cầu nên rắn mối ở miền Tây liên tục tăng giá mạnh. Rắn mối đang là món ăn rất là khoái khẩu của nhiều thực khách do chất lượng thịt thơm ngon, ghi nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Vào thời điểm này, mực nước ngoài đồng dâng cao nên rắn mối vào các gò cao, chân giường để trú ngụ. Tranh thủ lúc nhàn rỗi, nhiều hộ dân đi câu rắn mối để tăng thêm thu nhập. Hiện tại, rắn mối loại 20 con một ký có giá 250.000 đồng. So với tháng trước, giá rắn mối tăng khoảng 30.000 đồng cho đến 50.000 đồng một ký tùy loại. Mặc dù rắn mối có giá tăng cao nhưng vẫn không đủ bán cho thương lái. Theo ghi nhận, do giá rắn mối tăng cao nên nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng bắt đầu đi câu rắn mối để bán cho thương lái. Người có kinh nghiệm ngày câu khoảng 50 con cho đến 60 con, người mới vào nghề cũng câu được 20 con một ngày. Thời điểm này, tại các huyện đầu nguồn trên sông Tiền, hoạt động đánh bắt cá mùa nước nổi đang diễn ra khá sôi động. Trong đó, thú vị và độc đáo nhất là đẩy dồn bắt cá linh, thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Bên cạnh giăng lưới, kéo lưới chỉ sử dụng những nơi nước hơi cạn thì đẩy dồn là một cái cách bắt cá linh hiệu quả cho những nơi nước hơi sâu, nơi mà cá linh di chuyển theo luồng trên sông. Vậy thì cái dụng cụ đẩy dồn cụ thể như thế nào? Mời bà con xem hình ảnh ngay sau đây. Trên nhánh sông Tiền, đoạn qua huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nhiều chiếc ghe dồn hoạt động khá nhộn nhịp với cách đánh bắt vô cùng độc đáo trong mùa nước nổi. Dụng cụ là một giăng lưới trên 20 mét, được buộc vào hai thanh đòn dài trên 10 mét và kết nối với một đòn bẩy chắc chắn. Khi ghe đẩy dồn hoạt động, giăng lưới sẽ được hạ xuống mặt nước. Sau đó, một nhóm người leo lên đòn bẩy để miệng lưới bật lên dồn cá về phần trái lưới. Thời gian một lần đẩy dồn gần 10 phút, người dân thu về được vài ký cá, có khi trúng được hơn 10 ký. Cá đánh bắt được chủ yếu là cá linh. Cá linh được bán với giá khoảng 40.000 đồng một ký. Một ngày, một người có thêm thu nhập ít nhất là 200.000 đồng. Hoạt động đánh bắt cá diễn ra nhộn nhịp từ tháng 9 cho đến tháng 12 âm lịch, ngay trên tuyến đường giao thông chính, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ bởi cách đánh bắt cá thú vị và độc đáo, tạo nên một bức tranh mưu sinh sống động mùa nước nổi chỉ có ở miền Tây sông nước. Thông tin giá rau củ được cập nhật từ các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giá nhiều loại rau củ tại các chợ Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 3 đến 4.000 đồng một ký so với trước đó.
như bắp cải có giá 7.000 đồng một ký, cải thảo 12.000 đồng một ký, dưa leo 7.000 đồng một ký. Mức giá này được nhận định là ổn định. Tuy nhiên, một số loại dù có giá giảm nhưng mà hiện vẫn ở mức cao, như là cà chua Đà Lạt 18.000 đồng một ký, cà rốt và khoai tây Đà Lạt 20-25.000 đồng một ký, cải ăn lá các loại 15-18.000 đồng một ký. Theo nhiều thương lái, nhiều loại rau củ của Đà Lạt giá vẫn cao là do nông dân đã chuyển diện tích trồng rau sang trồng hoa phục vụ Tết cho nên nguồn cung giảm. Nông dân tỉnh Lâm Đồng hiện đang canh tác gần 1.700 hecta cây trồng họ thập tự gồm sú, lơ, cải thảo. Nhiều loại sâu bệnh hại trên các loại cây trồng họ thập tự tiếp tục xuất hiện như là sương mai, thối hạch, thối nhũng, sương rễ. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, trong giai đoạn này bà con nông dân cần lên luống cao, khơi thông mương rãnh để thoát nước, bón đầy đủ lượng vôi, chọn giống sạch bệnh. Trước khi trồng nên xử lý cây con vào dung dịch mancozeb 2%. Đối với bệnh thối hạch, sương mai, đốm lá trên cây trồng họ thập tự, bà con nên phun phòng bằng các loại thuốc đặc trị. Thưa bà con và quý khán giả, nếu như những năm trước nông dân Đà Lạt phát triển kinh tế mạnh mẽ nhờ nghề trồng rau qua, thì hai năm gần đây, tại một số vùng của thành phố, thu nhập từ nghề trồng rau qua bị sụt giảm, thậm chí là nhiều nông dân thua lỗ do nhiều loại bệnh trên rau qua xuất hiện liên tiếp, phổ biến trên diện rộng, làm cho nông dân rất là lo lắng. Tuy nhiên thì việc khắc phục vấn đề này lại gần như là rất là nan giải. Dạ, trước nay thì người tiêu dùng biết đến Đà Lạt, Lâm Đồng là một vùng trồng rau hoa. Thông tin rau hoa bị ảnh hưởng sâu hại như vậy thì sẽ có khả năng sẽ đẩy giá nông sản Đà Lạt tăng cao khi vận chuyển đến các tỉnh để mà phân phối. Vâng, và bà con nông dân ở Lâm Đồng hiện nay cũng đang ra sức để mà ứng phó với dịch bệnh, thời tiết để bảo vệ năng suất chất lượng nông sản của mình. Mời bà con theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Phun thuốc, xử lý đất, thăm vườn liên tục, đó là việc mà nông dân phải làm với tần suất cao hơn bình thường trong thời điểm này. Bởi khi một khu đất được đưa vào sản xuất, một luống qua được trồng, nông dân coi như đặt cược vốn liếng của mình vào mùa vụ, vì không ai có thể biết vụ rau qua sắp tới có bị thiệt hại do dịch bệnh hay không. Nhưng thay vì ví dụ như nó bị từ nhỏ đi, người ta phá đi hay như thế nào nó đỡ tốn công chăm bón, các thứ mà bây giờ thì nhiều khi gần thu rồi nó mới bị. Hai năm qua, những cây qua cúc bị đen rễ, héo ngang thân được nông dân gọi là bệnh sọc thân đã hoành hành trên nhiều vườn qua cúc tại phường 8 và phường 12, là các phường chủ lực trồng qua cúc của thành phố Đà Lạt. Ban đầu bệnh xuất hiện ít, nhưng càng về sau tỷ lệ thiệt hại càng lớn hơn, đặc biệt là trên các loại qua cúc đơn bông như cúc kim cương, cúc chén và một số loại khác. Việc nông dân phải nhổ bỏ hoàn toàn vườn qua đã đến kỳ thu hoạch không còn là chuyện bất ngờ. Theo ngành chức năng và nhận định của nông dân thì một số loại cúc bị bệnh nặng là do một loại virus tấn công và hiện chưa có giải pháp phòng chống hữu hiệu. Không chỉ có qua cúc mà ở nhiều vùng các loại rau qua như xà lách lô lô, cải thảo, qua các tường cũng bị nhiều loại bệnh hại như chích rũ, thối thân tấn công với mật độ ngày càng nhiều. Và đây là một năm được xem là làm ăn khó khăn nhất trong 5 năm trở lại đây đối với nông dân. Trồng dâu nuôi tầm đang được phục hồi rất là nhanh tại các địa phương ở tỉnh Lâm Đồng, do gần đây giá cán tầm tăng cao đã thúc đẩy nông dân nuôi trồng nhiều hơn. Các doanh nghiệp cũng đầu tư máy ươm tơ làm ra sản phẩm cán để cung cấp cho thị trường. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cát Tiên thông tin, từ đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã trồng mới được gần 98 hectare cây dâu tầm, nâng tổng diện tích trồng cây dâu tầm trên địa bàn huyện Cát Tiên lên hơn 212 hectare. Trong đó có 145 hectare cây dâu tầm đang ở thời kỳ kinh doanh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cát Tiên cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng dâu tầm, trên địa bàn huyện cũng đã thành lập được 4 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tầm. Ngoài ra, một nhà máy ươm tơ tại xã Tư Nghĩa đang hoạt động phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cán tầm của nhân dân trong huyện Cát Tiên. Kính thưa bà con, chắc là nhiều bà con chưa biết cây sa chi. Sa chi là cây trồng vẫn còn rất là mới ở Lâm Đồng nói riêng và ở khu vực Tây Nguyên nói chung. Thế nhưng đây là loại cây trồng hứa hẹn vì rất là dễ trồng, ít dịch bệnh, năng suất cao và tiềm năng tiêu thụ lớn. Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân đã bắt đầu trồng sa chi trên diện rộng. Người ít thì cũng vài sào, còn người nhiều thì cả chục hecta trồng trên vàng, trồng sen trên vườn cà phê già cỗi. Người dân ở Tây Nguyên thì còn chưa biết nhiều đến loại cây này, cho nên là tôi nghĩ là ở miền Tây thì chắc chắn là cũng còn khá xa lạ với mọi người. Có một điều là khi diện tích sa chi được nhân lên, thu hoạch nhiều thì một vấn đề nan giải đối với những ai đầu tư vào cây trồng này đó chính là việc tách vỏ trái sa chi như thế nào cho hiệu quả.
Chúng tôi mời bà con cùng xem phóng sự sau đây để biết thêm về cây sa chi và một dụng cụ tách vỏ sa chi hiện nay đang được nông dân ở Lâm Đồng sáng chế ra rất là độc đáo, giải quyết nỗi lo tách vỏ. Trước đây những trái sa chi này phải tách hoàn toàn bằng tay, tốn rất nhiều công lao động và thời gian. Mỗi người một ngày chỉ có thể tách được vài chục ký hạt thô là tối đa. Nhận thấy nhu cầu tách trái cũng như tách vỏ hạt sa chi là cần thiết mà thị trường lại hoàn toàn không có ai cung cấp dòng máy này. Nếu có cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí lớn, vận chuyển khó khăn. Chàng thanh niên Trần Mạnh Cường quyết nghiên cứu và đã chế tạo thành công chiếc máy tách vỏ trái sa chi đầu tiên tại Việt Nam. Máy có cấu tạo khá đơn giản nhưng lại thay thế được nhiều công lao động với những ưu điểm vượt trội. Ví dụ như là nếu mà một người đập thì một tiếng có thể đập được một ký. Nhưng mà một máy này thì một tiếng có thể ra được là một tạ 8, xay một tạ 8, à 3 tạ 8 quả. Thì nó rơi vào tầm gần 2 tạ hạt. Sau nhiều lần cải tiến, đến thời điểm hiện tại, chiếc máy thế hệ thứ tư đã hoàn thiện hơn. Nếu như ban đầu tỷ lệ hạt dở cao, thì giờ đây tỷ lệ hạt dở đã không còn đáng kể. Máy cũng hoạt động rất hiệu quả. Một tiếng đồng hồ có thể xay và tách được hơn 3 tạ, tức 300 kg sa chi thô, gấp 10 lần so với làm bằng tay trước kia. Chiếc máy này hiện có giá bán 37 triệu đồng và đã nhận được một số lượng lớn đơn đặt hàng từ nông dân trong và ngoài tỉnh. Anh Cường hiện vẫn đang nghiên cứu để có thể giảm giá thành giúp cho nông dân dễ dàng tiếp cận với máy hơn. Ngoài chiếc máy tách vỏ trái, thì cũng theo đơn đặt hàng, Cường đã chế tạo ra chiếc máy tách nhân sa chi với công suất lớn. Một tiếng đồng hồ, chiếc máy tách nhân này cho ra được khoảng 5 tạ nhân. Trong khi đó, nếu như đập tay, thì mỗi người chỉ được khoảng 1-2 ký nhân một giờ. Kết cấu của máy khá đặc biệt, bởi vì hạt sa chi có vỏ rất cứng, nhưng nhân lại mềm. Do đó, máy phải đáp ứng được yêu cầu tách được vỏ hạt, nhưng giữ nguyên được nhân hạt. Có như vậy mới không làm mất đi phẩm giá của hạt sa chi, vì hiện tại nhân sa chi chủ yếu được chế biến thô và xuất khẩu. Số lượng khách hàng đặt về cái máy tách quả thì rất là nhiều, còn cái máy tách nhân thì một số những doanh nghiệp, ví dụ như là vừa rồi là cũng có doanh nghiệp Hàn Quốc là cũng đặt một cái, thì về cái máy tách nhân thì cũng khoảng độ 5-6 cái, còn đâu máy tách quả thì cũng nhiều. Anh xem những chiếc máy ở các trang web nước ngoài rồi mày mò làm từ lưỡi đánh quả, động cơ. Sản phẩm làm ra anh trực tiếp thử nghiệm từ những quả sa chi do bà con nông dân mang đến. Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu mới xuất bán cho bà con. Thế nên mọi chi tiết đều được anh xem xét rất kỹ lưỡng. Hiện không chỉ bà con trong vùng mà nhiều nông dân đã đặt hàng chiếc máy đặc biệt này để chuẩn bị phục vụ cho vụ mùa nhà mình. Được biết, hiện nay nhiều bà con nông dân đang quan tâm đến loại cây trồng mới này. Và một khi đi vào sản xuất lớn thì những loại máy móc hỗ trợ sẽ rất cần thiết. Hiện nay anh Cường là người đầu tiên sáng chế ra máy tách trái và máy tách hạt sa chi, đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía nông dân, cũng như các công ty chế biến sa chi trên cả nước. Với nhiều công dụng, tiềm năng xuất khẩu và ép dầu, thì sa chi đang trở thành cây trồng tiềm năng cho nông dân vùng Lâm Đồng. Ngoài máy tách sa chi thì anh nông dân này còn chế tạo được rất là nhiều máy móc khác như là máy rửa và bào vỏ nghệ, máy rửa củ đương quy, máy vắt nghệ, vân vân. Chính niềm đam mê, sáng tạo và trăn trở làm sao để mà giảm bớt khó khăn cho người nông dân trong việc sản xuất, điều này đã giúp cho anh nâng cao thu nhập cho gia đình. Và bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Nếu như có phản hồi hay là muốn tìm hiểu về những cây còn giống mới, những mô hình sản xuất hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là số điện thoại 0263 3829930.